Tisu xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Hôm nay mời cả nhà mình sẽ đi cùng với Tisu đi cái trục đường mới. Đường này trục đường mới này đi lên quốc lộ 1A nha. Đường này là đường Lê Duẩn cô chú anh chị các bạn. Trước mặt mình ngày trước đó, nó là cái sân cái ga xe lửa, sân ga đó, ga xe lửa, rồi bây giờ giải tỏa thành cái con đường rộng như thế này nè. Nói cho nên là bây giờ Phan Thiết mình có nhiều đổi thay đó. Tisu mời cô chú anh chị các bạn đi ngắm đường phố với Tisu ha. Kể cô chú anh chị các bạn nghe câu chuyện này, nghe xong không biết cả ngày nhà ngẫm nghĩ có giống Tisu không, nhưng mà Tisu nghĩ ra ngẫm ra thấy cũng đúng á. Nhưng mà nó không phải chuyện vui ha, nó là chuyện để suy ngẫm thôi. Đây là cái cô kia nhà giàu, rồi á là bữa đó cô đi ra ngoài đường ngay cái góc chợ thấy có cái bà cụ đang ngồi ăn xin, nhưng mà một bên cơ thể thì nó không có được lành lặn giống như mọi người. Thì cổ mới, cái cô nhà giàu đó cũng mới nói là thiệt là tội cho bà, số phận của bà như vậy thì bà đâu có thấy hạnh phúc đúng không. Cái bà cụ ngồi suy ngẫm một hồi, bà cụ mới nói thấy cô nghĩ như thế nào gọi là hạnh phúc. Nghĩ một hồi, cái cô nhà giàu này mới nói rằng tôi có tất cả những điều tôi muốn: nhà cửa, xe hơi, tiền bạc, công việc, con cái, học hành thành đạt. Vậy là tôi hạnh phúc rồi, tôi không mong gì hơn thế nữa. Thế bà lão mới nói cô nghĩ như vậy là hạnh phúc à. Cô nhà giàu mới nói rằng đúng là như vậy là hạnh phúc, chứ còn cái gì gọi là hạnh phúc nữa bà ơi. Thấy bà lão mới nói rằng cô sai rồi, bây giờ tôi mới hỏi cô nè, giả sử như trong cuộc đời của cô bỗng một hôm cô mất đi việc làm thì cô sẽ cảm thấy như thế nào? Cô nhà giàu mới nói rằng thì nếu mà mất đi việc làm thì tôi vẫn còn tiền đủ để cho tôi nuôi sống tôi đến khi về già. Thế bà lão mới cười nói rằng như vậy thì giả sử tiếp theo bỗng một nhiên chồng qua đời, không còn chồng nữa thì bà sẽ như thế nào? Hay là cô nhà giàu cũng nói rằng thì sinh lão bệnh tử mà bà, thì ổng mất đi thì tôi vẫn còn những đứa con và căn nhà và điều kiện vật chất của tôi. Bà lão lại cười và hỏi tiếp, rồi vậy thì một lần nữa, nếu những đứa con của cô cũng chết đi, không còn sống với cô thì như thế nào? Lúc này cô gái nhà giàu mới bắt đầu khựng lại. Rồi bà lão đoán được cái nét khựng lại của cô nhà giàu này, bà lão mới nói tôi lúc trước cũng đã từng giống như cô, có tất cả mọi thứ: tiền bạc, nhà cửa, vật chất, con cái. Rồi bỗng một đêm tôi trắng tay,
nhà tôi bị cháy, chồng con của cái vật chất ra đi, và tôi không còn gì trong tay cả. Tôi chỉ còn bản thân của mình thôi. Và cô nhìn thấy những cái vết thương trên cơ thể của tôi bây giờ, nó chính là cái dấu tích của cơn hỏa hoạn đó. Và bây giờ tôi phải ra ngoài, tôi ngồi xin ăn. Và cô gái trẻ à, hạnh phúc nó không phải là những cái mà chúng ta đang có ở đây, nó không phải là những cái vật chất thường ngày mà chúng ta phải bon chen, phải tranh giành, phải sân si để mà có được. Hạnh phúc cũng không phải là những đứa con bên cạnh ta, hạnh phúc cũng không phải là việc làm, mà hạnh phúc là những gì mà cô cảm thấy bình an trong lòng nhất. Khi không có những thứ khác bên cạnh, cô vẫn cảm thấy cảm xúc của mình không trùng lại. Và khi không có những thứ bên cạnh, cô vẫn cảm thấy sống tốt, sống khỏe, và bản thân mình có thể chăm sóc được cho mình và cho bản thân mình thật là tốt, để không phải dù dẫm vào bất kỳ ai. Và tôi hiện tại như bây giờ với cơ thể này, với mỗi ngày tôi đi ra ngoài đường, tôi ngồi xin ăn, nhưng mà trong tâm tôi vẫn thầm nghĩ, với mỗi một người thì có số phận khác nhau. Có thể người này cảm thấy hạnh phúc bởi vì điều kia, có người kia thì cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Nhưng hãy một lần nào đó trong cuộc đời này, mình hãy ngồi ngẫm lại, nghĩ lại, và tìm cho mình một cuộc sống mà khi không có bất cứ điều gì trong tay, mình vẫn cảm thấy sống bình an và khỏe mạnh. Đó chính là hạnh phúc. Jisoo đọc cái câu chuyện này xong, Jisoo cảm giác xem video clip và đăng ký kênh ủng hộ Jisoo.